Cô này là có tên là Tây Thi, quê cô ở Tây Ninh. Cô lên Tây Nguyên cứu chơi. Dạ. Ngày mai có về miền Tây. Có chụp mắt được chút. Chụp mắt cái lúc mà bà đó là sắp tới vườn thông á. Cái con vậy. Bà con này là cô nhân tạo luôn. Nhân tạo không phải tự nhiên. Nhân tạo. Tôi tả giống như cái vườn cây rồi, nông thôn. Chào lão phụ. Hello Khang. Cái Khang có cái nón đợi nó quá. Ô ba, ở đây có cái gì đây, cầu khỉ không? Dám đi không? Dám đi cầu khỉ này không? Cầu khỉ này mục hết trơn. Đi cái đi đó, cái đó đi xuống hồ sen luôn đó. Cầu khỉ này mục hết nè. Đi qua cầu khỉ này là phải thay đồ. Ồ, cái cây sung này quá trời lớn luôn nè. Sung này gốc to quá nè. Sung nằm ồ, trái quá trời. Cái này là nằm đây há há miệng là há miệng trời sung đụng hả? Quả vô. Há miệng trời sung không? Sung vô. Cái này là sung thường nè. Trái vải, vải. Trái vải. Có ba vải với vải cái gì vậy? Trái vả. Quên lộn, vả. Vả. Đó, cầu nó yếu lắm rồi. Cầu này đi nó. Cầu này yếu một hết trơn à. Nó gãy khúc đó rồi. Muốn đi đâu tiếp đi, vừa đây là mát đi. Con gửi đồ cho. Mà đây tí cho nó mát lại, muốn đi đâu nữa đi. Con lấy gì không có xùi. Xoay xe hả? Dạ. Ông ngoài này có mai. Đây cho anh để mỏi đi. À, hoa này ba không biết hoa gì, không biết gọi là hoa gì. Này là hoài. Khang ơi. Đây nè. Kìa. Qua đi lên cái bậc cái những cái viên đá. Ba con nội ok chưa hay là? Vừa rồi, ok rồi. Ở trường mà thì thầy cho tập nhảy bật xa mà. Tự nhiên bật xa cái dàn nó mòn rồi. Nhảy lên tí. Nhảy qua.
Ồ, đây nè Khang. Khang ơi, cái chuối quạt nè Khang. Chuối quạt nó ra cái này cái bông nó nè. Nè, cái này nè, thấy không? Đó, bông đó đó. Bông ừ. Nè con, nó. Thấy không? Thấy bông không? Nè, bông trắng trắng à. Bông nè, bộ bông nó ngang nắp nè, cái buồng nó nè. Là cái này. Ừ. Bắt ghế lên uống. Anh xin mấy người cho thử luộc cà hả? Ba, bên trong rỗng rồi ba. À, con gõ cái nó bằng gì? Con kiểm tra cái nó bằng gì? Cái là bằng xi măng hả? Hả? Kẻ luộc cà. Dạ. Ở cái này bằng xi măng cốt thép. Đúc. Xi măng cốt thép đúc. Chú ơi, ở đây nhiều hổ, chú chát rồi, thằng gì sức khỏe. Có thước cái gì nữa nè. Hư vậy. Rồi Mình ơi, ai đi toilet thì đi. Ai đi thì đi, không thì đi đường khác. Đi dưới này nóng lắm. Quẹo lên. Quẹo lên. Toilet đây thì con đi quẹo lên đây đi. Đây nóng rồi. Tôi gùi đi đây kìa. Gùi kìa, lại gùi kìa. Bố gùi là mình đạn gùi. Gùi mình nhỏ quá. Gùi. Gùi kìa. Bà đi qua Washington DC không? Không. Leo lên đó hả? Thấy cái gùi chưa kìa. Xèo lên. Đâu có bằng đạp đâu đạp. Lên. Ôi giời ơi con nhìn con lên thì không xuống được. Cái này là nhiều người. Thấy cái người của mình với người kia coi thử cái nào cái nào bằng hơn. Cây này là cái cây cỏ dầu hả là... chú hả? Dưa. Hình như là có dầu á, cọ dầu. Dầu. Dạ. Yeah. À, cái này nó gọi là cái gì vậy? Cái nào? Cái đó cái gì? Khang ơi, vú sữa nhiều lắm mà Khang. Anh này vú sữa tài nhiều rồi. Vú sữa miền Nam đấy. Dạ. Yeah. Ô Khang ơi, vú sữa nhiều lắm là Khang ơi. Ồ, cái cây nhỏ xíu mà trái nhiều quá. Thôi rồi, chứ ai đã nói chỗ nào cũng đi. Con thôn, con xếp, bỏ xa, kia dân sinh, dân tiếp.
chỗ nào cũng là dấu chân con. Mỗi đĩa đây nè. Bị nát cả các lát. Coi thì ông biết là vậy, mà đi đặt xưa nó đi coi nó lâu lắm trong vậy. Đi một vòng cứ bên kia mà ra, cứ bên kia. Anh như vậy là đồ anh bỏ hôm nay rồi hả? Đi vào qua đây cũng được. Đâu có, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Không phải cái đó ngược rồi đó, con em ngược rồi đó. Đeo lại. Đi qua đây. Cái đó sau lưng á. Cái mũi nhỏ là sao là trước. Đúng rồi. Ừ, nhỏ là trước. Hồi nãy lúc à. Mới mua là đeo toilet. Điểm như cũ hả? Chưa thấy nha. Hai bà chưa thấy nha. Đường phố đây nè. Từ dưới cầu. Ủa? Đi ra lấy hả? Điểm đâu à? Khang ơi Khang, cái trái này là trái này có dầu gì lắm nè. Dầu không? Ừ. Ủa trái đó cái gì? Trái cọ dầu á. Cọ. Để làm cái gì? Hả? Để làm dầu. Dầu dầu cọ đó. Làm dầu chiết xuất dầu cọ đó. Là làm mấy cái ghế. Dầu dầu cọ dầu ăn á. Dầu nó vàng đẹp lắm. Giống như chè chùm dừa. Cái này nó khô rồi nè. Nó lấy ra để thu hoạch rồi. Chán rồi mấy. Ủa sao quá hay thu lên gì ta? Thôi. Bốn miếng này lấy ra thôi. Lấy trái chín nó ăn được. Cái trái chín nó dễ lấy lắm. Trái chín là lấy là ra được à. Chín là nếu mày đi. Cái này đâu à? Hả, cái nó rụng, cái nó hư rồi, bỏ đi con dơ. Sắc lô hay đá kiểu vậy luôn. Ô hoa sim nữa nè. Một tiếng hoa sim nè. Người ta kêu là bỏ lấy vào thùng rác, còn không thấy thùng rác nữa. Thấy có kêu là thấy cái hình đường đấy. Đây nè, lau kiếm đây nè. Trời ơi, nãy giờ chồng kiếm quá trời luôn. Mới đi có chút xíu, chồng kiếm quá trời luôn. Tưởng là bị lạc vậy ha. Tưởng đâu trong này có ông dân tộc nào giống ông nãy. Thấy không? Cho theo chùa bồ câu không Khang? Mà chùa bồ câu thì ta làm đẹp vậy thôi chứ không biết có bồ câu ở không đây. Khang,